gửi tiền về nhà. Một bên chào tất cả các cô chú, anh chị, các bạn và các em nha. Hôm nay thì hãy cùng Mơ đi đến một cái địa điểm cũng ở gần nhà Mơ là Shopping Mall The Mice. Cái shopping này rất là rộng nha các bạn. Nó có đến 5 tầng và nơi này cũng là một cái nơi mà giải trí cuối tuần của tất cả các bạn mà nếu muốn là đi dạo cùng gia đình hay là bạn bè hoặc là hẹn hò đi xem phim cũng rất là thích hợp ở nơi này. Lúc trước, thời gian trước là Mơ thường hay đi lắm, lúc mà Mơ mới qua Malaysia. Và shopping mall này nó có 5 tầng. Tầng dưới này nó có nước nè các bạn. Đây là xung quanh nha. Còn ở dưới này nó có nước. Thì ở đây có rất là nhiều cá nha các bạn. Tại vì quay thì mình không thấy cá, nhưng mà thực sự là ở đây nó có rất là nhiều cá luôn á. Và nó có những cái con thuyền nè. Nè, các bạn có thể mua vé để mà ngồi dạo một vòng xung quanh The Mice nè. Dạo một vòng khi mà đi ra phía sông á. Nếu như mà các bạn muốn chơi á, thì đi vào ban đêm á, Mơ thấy đẹp hơn, lãng mạn hơn. Và Mơ cũng đã từng trải nghiệm rồi ha. Khi mình chạy ra phía ngoài thì nó có rất là nhiều đèn nè, hoa nè, rất là lãng mạn luôn. Các bạn có thể đi cùng bạn bè hoặc là người yêu đi vào ban đêm thì cảnh nó rất là đẹp, còn ban ngày thì cũng bình thường thôi. Và tại vì Mơ đi vào lúc mà mới mở cửa đó, tầm hơn 11 giờ trưa là giờ này ở Malaysia nha các bạn. Và đó là tầng dưới, thì bây giờ là lên tầng trên. Nếu như Mơ nói là cái shopping này nó có tới 5 tầng và nó rất là rộng, thì cũng giống như bao nhiêu shopping khác, thì shopping thì đương nhiên là nó phải có quần áo, giày dép hay là những cái mặt hàng thương hiệu hoặc là những cái mặt hàng rẻ tiền, tất cả đều có nha các bạn. Đây là ở trên mình nhìn xuống ha. Và đây là xung quanh. Là vì Mơ đi sớm nha. Nếu tôi tầm Mơ thấy mà đi shopping thì tầm khoảng là chắc chiều chiều một chút xíu à mới đông người ha. Còn như tầm mới 11 giờ 10 giờ là bên đây nó mới mở cửa thôi, cho nên cũng chưa có đông lắm. Và xung quanh thì đương nhiên là có rất là nhiều cái mặt hàng thương hiệu, như là loại đắt tiền cũng có, loại rẻ tiền cũng có. Giống như cái shop này là dành cho người Malay nha các bạn. Thường thì chúng ta không có mặc quần áo của người Malay, người Đạo Hồi. Tại vì người ta mặc rộng và không có ôm body, thường rộng và dài không có hợp với mình. Giống như tụi mình thì chỉ có mặc những cái đồ mà dạng như Chinese thôi các bạn ha. Ở tầng dưới thì nó có những cái cầu thang mà mình đi lên trên ha. Rất là nhiều mặt hàng thương hiệu, rẻ có và đắt cũng có. Và tùy theo mình lựa chọn và tùy theo sở thích và điều kiện của mình thôi. Ở trên đây thì các bạn xem đây, quần áo mà bán chính riêng chính thì có nghĩa là tầm khoảng 50.000 tiền Việt Nam của mình mà cũng có những cái đồ đã chất lượng rồi, mới thấy là cũng ok rồi đó, chứ cũng không có đắt đâu. Cái shopping ở đây nó rất là rộng luôn các bạn. Vì còn sớm á, cho nên chưa có đông người đi nè. Các bạn biết không, lúc trước á, mà khi mà Mơ vừa qua Malaysia nè, thì Mơ thường hay đi đến cái shopping nè vào cuối tuần lắm. Tại vì mình mới qua thì mình cũng muốn khám phá nè, rồi cũng muốn đi chơi với bạn bè rồi này kia đó. Mà thứ nhất là nó ở gần nè, và cũng đông người nữa. Các bạn cũng có thể xem phim ở đây. Thật ra thì cũng có thể dạo chơi cả ngày ở đây được. Có rất là nhiều cửa hàng, nhiều thương hiệu luôn. Mơ nhớ hồi lúc trước á, mà từ cái khu vực mà Mơ ở á, cho đến cái chỗ shopping này á, là đi tầm 20 rin. Mà 20 rin là một chuyến đi, có nghĩa là bạn đi một mình á thì cũng tính 20 rin nha.
Và đi dạo một vòng thì các bé muốn ăn kem cho nên đi vào McDonald's và ngồi ăn cho các bé ăn kem đây. Các bạn xem bé gái nhà mình nè, nhà có con gái thích các bạn ha. Và đây là bé trai thì lớn hơn, đã 7 tuổi rồi chững chạc hơn. Ăn xong thì lại đi dạo tiếp, thì nó cũng có rất nhiều cái shop, cái chỗ mà mình chơi gấp thú nhồi bông này các bạn. Và Mơ cũng ngạc nhiên là nó có rất là nhiều nha, và Mơ cũng không biết là có ai gấp được không. Thì Mơ cũng đứng mà xem một hồi là cũng không có thấy ai gấp được. Mà thật ra nói là những cái chỗ này chơi vui chơi mà mình mua thì Mơ thấy là mỗi lần mà muốn gấp á, thì mình phải đổi coin đó các bạn. Và Mơ thấy người ta đổi một lần là 10 yên hoặc là 20 yên, có nghĩa là tầm khoảng 50 hoặc 100 ngàn tiền Việt Nam của mình để mà gấp chút xíu rồi hả, ngứa tay lại vào đổi gấp nữa. Mơ thấy gấp nhiều chứ mà chưa có thấy ai mà trúng hết trơn á. Những cái con thú nhồi bông này rất là dễ thương ha. Cái thì ra hơi Mới dễ thấy nhìn lắm, muốn ôm nó, nhìn được cái lắm. muốn ôm nó về nhà hết biết vậy đó. Đây là của Nhật phải không ta? Cái nhãn hiệu, cái thương hiệu này là của Nhật nè. Mấy bé của Mơ vào đây thì cũng thích lắm. Cũng nhìn thôi chứ không có gấp các bạn. Cũng có rất nhiều người chơi nha, chứ cũng không phải là không ai chơi đâu. Nói chung là chủ yếu là vui thôi. Rảnh rảnh cuối tuần ở nhà có mấy bé thì mình dẫn đến đây cho mấy bé đi dạo chơi một vòng cũng được. Và đương nhiên là cũng có bán nhiều cái đồ điện tử nha các bạn. Tại vì nó có nhiều tầng cho nên hình như cái gì nó cũng có bán hết trơn á. Nào là tầng bán quần áo, giày dép, rồi tầng bán đồ điện tử. Rồi có tầng thì dành để cho cinema xem phim này các bạn. Lúc trước thì Mơ tốn cũng rất là nhiều tiền vào cái rạp xem phim này đây. Cái thời mà còn tung tăng. Cái cinema ở đây cũng rất là rộng các bạn ạ. Tại vì mới vừa mở cửa đó cho nên cũng chưa có khách nè. Và ở đây là các bạn thấy có người đang đứng mua vé bằng máy nha các bạn. Đây mình không có lời quầy, lời counter thì mình có thể là mua qua máy ở đây nè. Thì đương nhiên là mình cũng có thể là mua vé online hoặc là lại counter hoặc là mình mua ở cái máy đó. Và nó có những cái chiếc xe mà chở mình đi vòng vòng cái trung tâm thương mại này đây, cái shopping mall này đây, nếu như mà các bạn mỏi chân các bạn có thể ngồi lên mà đi chơi. Và dạo một vòng thì cái chỗ này, những cái chỗ này cũng giống như là thiên đường dành cho mấy bé đây. Nào là chỗ gấp thú nhồi bông, rồi thật ra Mơ cũng rất là thích vào những cái chỗ này đó các bạn. Và kế bên đây nữa là có cái chỗ chơi điện tử.
tuy tại sao mới nói thiên đường dành cho mấy bé, bởi vì nếu mà các bạn đi một vòng mà các bạn mỏi chân đó, các bạn có thể dẫn mấy bé vào đây và mấy bé chơi thì các bạn có thể ngồi lướt điện thoại nè. Và đây là trò chơi câu mực câu cá gì nè. Trời ơi, mấy bé của nhà mơ mà vào đây là không muốn về đâu nha các bạn. Vào đây là cứ chơi miết thôi, kêu về là cứ khóc toan lên á. Không có muốn về đâu mà mới nghĩ là bé nhà nào cũng vậy chứ, chứ không phải riêng gì bé nhà mơ đâu không. Có rất là nhiều trò chơi luôn. Thật ra mà nói thì đây là trò chơi dành cho mấy bé, nhưng mà thỉnh thoảng cũng thấy có rất là nhiều người lớn vào đây chơi nha các bạn, chứ không phải gì riêng mấy bé không đâu nha. Mơ thì vào những chỗ này á, là mơ thích đánh banh thôi, hoặc là chạy xe, đua xe đó các bạn. Tại vì còn sớm nên cũng ít người đó, chứ thường những cái chỗ này là nó đông nghẹt luôn đó các bạn. Mấy bé chơi thì mình có thể ngồi đó lướt điện thoại. Và sau khi dạo một vòng thì bây giờ mơ đi sẵn đây thì mơ gửi tiền về gia đình ở Việt Nam ha. Và đây là cái mức giá, cái bảng giá tiền tệ mà ở đó người ta quy đổi ra ha. Thì đương nhiên là có nhiều cách gửi tiền về Việt Nam, nhưng mà mơ thường gửi cách này từ trước đến giờ. Mơ đến và gửi về thôi. Gửi về thì trong tích tắc là nhận được rồi. Một rin hiện tại là 5.200 tiền Việt Nam đồng của mình ở mức giá hiện tại. Và sau khi gửi xong thì cũng đã đói bụng rồi, thì cả nhà mơ ăn cơm, và mơ đã ăn cơm gà. Cơm gà này cũng nổi tiếng ở Malaysia. Thì mơ kêu một phần 4 người ăn, gồm có hai loại gà súp và loại giá. Ăn cơm gà này mơ thích nhất là ăn giá, nó có cái đặc trưng riêng các bạn. Đây là gà xá xíu nè, ăn nó ngọt rất là ngon luôn, ngọt và thơm. Và mơ cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi hết video clip của mơ ngày hôm nay nha. Nếu như các cô chú, anh chị và các bạn thích thì xin vui lòng hãy tặng cho mơ một lượt thích cũng như là một lượt đăng ký kênh, và nhớ nhấn vào chuông để nhận được những cái thông báo sớm nhất mỗi khi mơ ra video mới nha. Mơ cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Mơ mến chúc sức khỏe và bình an nhé. Bye bye.